chào các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ với các bạn những cái cách mà chúng ta thay đất cho cái chậu hoa giấy. Ở đây mình có một cái chậu hoa giấy cây tán ô khá là to. Cây này thì vanh nó khoảng độ 40. Thì chúng ta sẽ tiến hành thay đất cho nó để đảm bảo việc là cây phát triển thật tốt nha các bác nhé. Cái thời điểm mà chúng ta thay đất là cái thời điểm như bây giờ, tức là đầu năm. Khi mà cây cối nó đang đâm chồi nảy lộc thì chúng ta thấy đất nó rất là tốt nha các bác nhá. Hoặc là tầm này các bác trồng cái hoa giấy ấy, tầm đầu năm trồng hoa giấy nó cũng lên rất là tốt. Chính vì vậy mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chi tiết để chúng ta có thể biết cái cách để chúng ta thay đất, và chúng ta sẽ chuyển đất khác vào và bón thêm phân để nuôi dinh dưỡng cho cái cây hoa giấy để cuối năm nó cho hoa chơi Tết nha các bác nhá. Chúng ta cùng bắt đầu. Các bác nên có một cái thuổng đào cây này. Cái này mua khoảng độ hơn 100.000 thôi. Và một cái xẻng để chúng ta xúc đất ra. Nếu chậu bé thì chúng ta có thể dùng cái bay hoặc cái xẻng bé. Ở đây mình đã đào được một chút rồi. Và quay cho các bác xem. Đây. Các bác cứ đào đứt những cái rễ này đi nhá. Sau là nó chúng ta cho đất mới vào là nó sẽ lên rễ khác. Các bác yên tâm rằng là nó chỉ chột trong vòng 1-2 tuần đầu thôi. Còn những tuần sau là bắt đầu nó phát triển rất tốt nhé. Cái cây hoa giấy này mình trồng được khoảng độ hơn 1 năm trên chậu rồi này. Nó ăn sát hết đất rồi. Toàn rễ đây này các bác nhìn này. Đấy toàn rễ này. Chính vì vậy mình phải thay đất cho nó. Thay đất bón phân. Sau khi chúng ta hót hết cái đất ở dưới này đi là chúng ta sẽ tiến hành bón phân. Dùng cái phân bò mục hoặc là phân chùn quế. Chúng ta bón lót cho một lượt. Xong chúng ta sẽ cho cái đất mà trộn với chấu hoặc trộn với sơ dừa vào để cho nó tăng độ tơi xốp nha các bác nhé. Cây gì trồng trong chậu cũng phải thay đất các bác ạ. Quan trọng là chúng ta thay trong thời gian bao lâu thôi. Thay đất thì nó mới phát triển được. Bởi vì là chỉ 1-2 năm, tầm 1 năm hơn mà cây to. Còn cây bé tầm 2 năm là nó sẽ ăn xác đất luôn. Và bây giờ mình sẽ dùng cái xẻng này để mình xúc cái đất này ra. Hết cái đất này ra. Nhiều bác hỏi là thay đến đâu, chúng ta sẽ đào kịch đến đấy chậu nhé các bác nhé. Các bác phải căn làm sao để cái bầu này nó không bị bong ra khỏi cái chậu là được, nó không bị bật ra khỏi chậu là được. Đào đất tầm này, đấy thì mình sẽ tiến hành cho một lớp cái này là phân bò mục này. Các bác lưu ý là phân bò hay phân trâu chúng ta phải ủ mục tầm độ 3-4 tháng trở ra nhé. Các bác bón tươi vào nó xót, nó chết cây đấy. Đấy. Nếu mà cẩn thận thì các bác có thể trộn vôi bột vào để ủ cùng. Bởi vì là cái phân bò nó hay sinh ra những cái con sùng to to như là cái ngón tay ấy. Cái con đấy là nó sẽ cắn rễ, nhất là với bón hoa hồng ấy là nó hay cắn rễ. Cho nên nếu mà có phân bò mà trộn được với vôi bột với tỷ lệ là 10 phân 2 đến 3 vôi bột thì quá ok luôn. Đây mình bón cho một lớp vòng quanh này cái phân bò mục. Nhà mình có nuôi bò cho nên là phân bánh ra cứ ủ đống đấy, cần trồng cây gì lại mang ra trồng rất là tiện. Thỉnh thoảng làm bả vôi bột về trộn dần rất là tiện nhé. Thì việc này rất là tiện luôn. Hay sen là đẹp. Đây đến chỗ mà người ta sơn này. Đây là chậu tròn 70 này. Chậu tròn 70 trồng một cái cây giấy này. Đấy, giấy này giấy tím Huế. Có thể dùng đất vườn nhé. Đất vườn ở nhà vườn chúng ta ấy. Để chúng ta dằm nhỏ ra, đập nhỏ ra. Và đây thì mình sẽ trộn mấy sơ dừa. Một cái bịch sơ dừa này là mua là tầm 40.000 ở cái cửa hàng bán hoa ấy, mua lẻ đấy. Một cái bao này. Các bác có thể dùng chấu. Dùng chấu sắt gạo ấy, nhưng mà không có thì dùng sơ dừa này đi mua cho tiện. Sơ dừa này là cái loại mà mình vẫn hướng dẫn các bạn dùng để chiết cây và làm bầu. Như ở trong miền Nam ấy thì họ làm bầu 100% bằng sơ dừa, nó vừa chắc bầu nó vừa nhẹ, ít bị vỡ, vận chuyển nó đỡ tốn cước. Cho với tỷ lệ là cứ 10 phần thì trong đó có khoảng 7 đến 8 phần đất, 2 đến 3 phần sơ dừa là ok nhé các bác nhé.
để nó tăng cái độ tơi xốp lên. Sơ dừa nó tăng cái độ tơi xốp, nó là một cái giá thể rất tốt. Sơ dừa này người ta chế biến ấy, người ta làm ra ấy, là nó đã được xử lý rồi, cho nên nó không bị nấm mốc các bác nhé. Nó không bị nấm mốc đâu. Thế mình để bao cả mấy tháng thì nó có bị mốc đâu, nó không hề lên nấm mốc. Và bây giờ mình sẽ đổ cái đất này vào chậu hoa giấy này để cho nó kín, cho nó đầy chậu. Bây giờ nếu mà các bác tài chính mà vừa phải, ngân sách vừa phải, có thời gian thì các bác mua phôi về trồng. Hoa giấy thì bán phôi mấy trăm nghìn một cây thôi, về trồng tầm năm là có chậu đẹp. Mua một cái chậu thành phẩm bây giờ đắt lắm. Chậu thành phẩm bây giờ giá nó cao. Đây là giấy nguyên bản tím Huế nhé. Các bác thích ngũ sắc thì ghép dây thái vào. 3 màu 5 màu. Đây. Đấy, các bác đổ làm sao nó gần bằng mặt chậu để nó tránh tình trạng là mưa nó chảy ra nhất ở sân. Sau khi đổ xong nếu mà trời nó nắng quá ấy, thì các bác đổ nước rơm lên gốc nhé. Rơm dạ lên gốc để cho nó tránh tình trạng là nó sốc nhiệt, mất nước. Mình đổ đầy vào nhé. Nếu mà các bác ở thành phố không có đất thì các bác bắt buộc phải đi ra các vùng ngoại ô ấy, các bác xin đất hoặc mua đất. Nó phải là cái đất tự nhiên nhé các bác nhé. Ra xin người ta bao đất đơn giản mà, có gì đâu các bác. Sau khi chúng ta san phẳng cái đất này ở cái chậu này nhé, thì chúng ta sẽ phủ rơm này. Ở đây mình ở quê cho nên là rơm này rất là sẵn. Nếu không có thì các bác có thể phủ cái bao tải, chọn cái loại nào nó không tráng ni lông ấy, các bác phủ một lớp lên để nó giữ ấm cho gốc. Cái mùa nắng nóng ấy, các bác nhất thiết là phải đậy cái gốc này lại nhá. Có rơm dạ càng tốt. Đậy cái gốc này lại thì nó tránh tình trạng thoát hơi nước và nó giảm sốc nhiệt cho gốc cây. Đây chúng ta lấy mấy cái hòn gạch này, nó đẹn lên. Đấy, đẹn lên để chó mèo nó không bới. Nhiều khi cái đất mới là nó bới đấy. Vâng, xin cảm ơn các bác đã ghé thăm clip trên kênh Hoa Vườn Nhà về cách mà em tiến hành thay đất cho cái chậu hoa giấy. Hy vọng là đây là một cái gợi ý tốt để cho các bác có những cái biện pháp tốt để chăm sóc những cái chậu hoa giấy nói riêng và những cái chậu hoa cây cảnh nói chung trong vườn nhà mình. Hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà và nhấn thích video ủng hộ em nhé. Hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.